chào các bác. Chúc mừng các bác, đây đang là một bộ âm thanh trị giá là 9.800.000 đồng các bác nhé, chưa có mic. Bộ này em về ship về đại từ Thái Nguyên, và tiện đây thì em cũng làm clip gửi đến cho các bác, gồm một đôi loa DAS các bác nhé. Loa này thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc và chiếc đẩy Beijing, và một chiếc vang cơ săn xui các bác nhé. Bộ này là bộ ngoan bổ rẻ bên em, em xin lỗi, bộ ngoan bổ và giá hợp lý. Ngoan bổ thì không có rẻ các bác nhá. Các bác đeo tai nghe vào nhá, đánh rất là mạnh. Các bác ở trong gia đình các bác dùng loa 30 thôi, các bác không nên dùng loa 40 các bác nhá, không nghe thấy gì đâu. Trong tầm giá thì nói chung là nó rất là hay các bác nhá. Con này côn 76 từ 190 các bác nhá. Cấu hình cực kỳ cao cấp cho các bác. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm đến bộ này, 9.800.000 bao ship các bác nhá. Chào các bác ạ.